Đây là bài 17 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán tam thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cảm ơn. 谢谢. Tiếng Trung khó không? 汉语难吗? Ở đâu? 在哪儿? Không phải. 不是. Về trường. 回学校. Có biết Thiên An Môn hay không? 知不知道天安门? Sách tiếng Trung. 中文书. 汉语书. Quyển sách này. 这本书. Kia là tạp chí tiếng Trung. 那是中文杂志. Bạn con. 我朋友. Lâm. Alin. Cháu chào chú. Shu shu hao. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ các bạn. Nhì mân. Nhì. Nhì. Mân. Mân. Nhì mân. Nhì mân. Tương tự hãy thêm từ mân để nói. Chúng tôi. 我们. 我们. Các bạn bè. 朋友们. 朋友们. Các thầy cô giáo. 老师们. 老师们. Các ông bố. Bà bà mình. Bà bà mình. Chào các bạn. Nǐ men hǎo. Nǐ men hǎo. Chào các thầy cô giáo. Lǎo shì men hǎo. 老师们好. Chào các ông bố. 爸爸们好. 爸爸们好. Bây giờ là từ vui mừng. 高兴. Cao. Cao. 兴. 兴. 高兴. 高兴. Rất vui. 很高兴. 很高兴. Mình rất vui. 我很高兴. 我很高兴. Các bạn rất vui à? 你们很高兴吗? 你们很高兴吗? Anh không vui à? 你不高兴吗? 你不高兴吗? Anh vui cái gì? 你高兴什么? 你高兴什么? Mình hôm nay rất vui. 我今天很高兴. 今天我很高兴. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ quen, quen biết. 认识. 认.
认是是认识认识 tôi quen 我认识我认识 tôi quen anh à 我认识你吗我认识你吗 tôi không quen thầy giáo Phương我不认识王老师。我不认识王老师。mình không quen bố bạn。我不认识你爸爸。我不认识你爸爸。quen biết các bạn。认识你们。认识你们。rất vui。很高兴。很高兴。rất vui được quen biết các bạn。nguyên văn là rất vui quen biết các bạn。很高兴认识你们。很高兴认识你们。瞧看吧。你们好。rất vui được quen biết các bạn。很高兴认识你们。很高兴认识你们。bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ cũng vậy, cũng là, cũng phải。也是。也。也是是也是也是chúng tôi cũng vậy我们也是我们也是 các bạn cũng vậy 你们也是你们也是。các thầy cô giáo cũng vậy。老师们也是。老师们也是。Lâm cũng vậy。安林也是。安林也是。cũng也也cũng rất bận也很忙也很忙cũng rất khó也很难也很难cũng rất tốt cũng rất khỏe也很好也很好cùng uống cà phê也喝咖啡也喝咖啡 cũng không biết 也不知道也不知道cũng là của mình 也是我的也是我的 cũng không phải của mình 也不是我的也不是我的 chào các bạn 你们好rất vui được quen biết các bạn. 很高兴认识你们.
很高兴认识你们。Bọn mình cũng vậy. 我们也是。我们也是。Bài học này đến đây là hết.